À, quý vị thân mến, kỷ chén thờ là một loại vật phẩm thờ cúng rất quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ. Nó giúp cho cái việc thờ cúng được đầy đủ, trang trọng hơn, thể hiện được cái tấm lòng thành kính đối với thần linh, gia tiên. Trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ thần tài thổ địa là những bấy cái bàn thờ quan trọng trong cái tín ngưỡng tâm linh thờ cúng của người Việt. Tùy từng loại bàn thờ và kích thước bàn thờ khác nhau mà chúng ta sẽ lựa chọn kỷ thờ chén thờ cho hợp lý. Một số quan niệm bộ kỷ thờ này thường dùng để đựng nước sạch hoặc rượu để thờ cúng hàng ngày hoặc trong những ngày lễ Tết rằm mùng 1 trên bàn thờ. À, thưa quý vị, bàn thờ chính là cái phong thủy của gia đình giúp cho gia chủ chấn áp với khí xấu và chiêu mời tài lộc, thể hiện cái tấm lòng thành của mình đối với ông bà tổ tiên cũng như là các bậc tiền nhân thần Phật ký thờ cũng vậy nếu mà chọn đúng cái đồ đặt trong cái kỳ thờ đó thì sẽ được đại cát phát tài phát lộc nếu lỡ làm sai sẽ khiến cho thần linh ông bà nổi giận từ đó tiền bạc không cánh mà bay à, vậy thì thực hư như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây à, quý vị thân mến trong văn hóa thờ cúng của người Việt Nam từ bao đời nay có một cái quan niệm là trần sao âm vậy à, chính vì thế để thực hiện cái tấm lòng thành của mình đối với việc thờ cúng ông bà tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Các gia chủ thường dùng cái kỷ 5 chén hoặc là ba chén trên bàn thờ để thờ cúng tổ tiên. Và hiện nay rất nhiều gia chủ đang thắc mắc, bộ 3 chén thì đặt gì và 5 chén thì đặt gì ở trong đó? Có phải là đựng nước và rượu như nhiều người vẫn thường hay quan niệm hay không? À, sở dĩ dùng 3 chén hay là 5 chén là bởi cái phong tục từ xưa đến nay của người Việt không dùng cái số chẵn. Lý giải cho cái việc không dùng số chẵn là bởi số chẵn là số âm. Số lẻ tượng trưng cho số dương, nên người dương ấy thì phải thờ cúng cho người âm là số lẻ. Vậy thì cái ý nghĩa của cái năm cái chén thờ trên bàn thờ là gì? Năm chén trên bàn thờ, số 5 ấy thì tượng trưng cho ngũ hành của trời đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cho ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bộ kỷ năm chén thường được dùng ở cái bàn thờ thần Phật thánh kết hợp với bàn thờ gia tiên. Ở trong năm chén thì có ba chén ở giữa tượng trưng cho Phật thánh, còn hai chén ở hai bên tượng trưng cho ông bà tổ tiên hoặc là bà cô mãnh. Chén còn lại thì tượng trưng cho gia tiên. À, ba chén trên bàn thờ cũng giống như cái bộ kỷ năm chén, thì cái bộ kỷ ba chén theo quan niệm của dân gian dùng đựng nước, đựng rượu để để thờ cúng ý nghĩa của bộ ba chén thờ trên bàn thờ đó là chén ở giữa là thờ thần hai chén hai bên là thờ bà cô ông mãnh và tổ tiên à, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu năm chén trên bàn thờ thì đựng gì đó. thì năm chén trên bàn thờ lần lượt được sắp xếp theo thứ tự như sau nước trà gạo muối và rượu thì nước là cũng hành thuộc thủy đúng không? trà là là lấy từ cây có ngũ hành thuộc mộc, gạo là trồng lên từ đất có ngũ hành thuộc thổ, rượu ngũ hành thuộc hỏa và muối là ngũ hành thuộc kim. Theo thuyết âm dương ngũ hành ấy thì năm chén đúng không ạ, nước, trà, rượu, gạo, muối. Đấy. Theo thuyết tam tài thì chúng ta có thể đựng ba chén ấy, ba chén là gì gạo, muối và nước. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái ý nghĩa của việc đặt những thứ trong cái chén năm chén và ba chén thì sẽ có ý nghĩa gì và tại sao chúng ta phải đặt như vậy cũng như là cái thứ tự đặt nó như thế nào đầu tiên là chúng ta cùng tìm hiểu về chén rượu tìm về các thư tịch cổ thấy nhiều sách đã nói về rượu trong lĩnh nam trích quái khẳng định từ xa xưa dân gian đã biết lấy vỏ cây làm áo lấy cốt gạo làm rượu lấy cá tôm làm mắm ở nhiều sách viết về rượu có trước cái thời hùng vương được làm từ gạo hầu hết các sách đều thống nhất trong cái việc sử dụng cái rượu và cái việc tế lễ À, có sách còn thuật lại cái chuyện vua Lý Thái Tổ đi tuần đến nơi thấy sông núi tươi đẹp cảm xúc liền lấy rượu khấn rằng nơi này cảnh đẹp nếu có thần linh hạo khí thì xin nhận rượu của trẫm quả nhiên đêm ấy vua nằm mộng thấy một vị thần sinh là Lý Phục Man như vậy cha ông ta đã biết chế tác rượu chủ yếu dùng vào cái việc tế lễ trời đất tổ tiên và các nghi lễ quan trọng khác à, có câu vô tử bất thành lễ phi trà bất vấn tiên À, không có rượu thì không thành được lễ xuất hiện trong cái văn hóa đại Việt có lẽ là từ cái thời nho giáo ngày xưa vẫn còn hương thịnh dùng rượu vào cái việc tế lễ thì có thể coi cái câu nói của Chu Văn Vương là tiêu biểu tế tự thì phải dùng rượu trời xuống mệnh cho dân biết nấu rượu chỉ dùng vào cái việc tế tự lớn mà thôi có thể xuất phát từ tính trưng cất của rượu được chiết xuất từ gạo kết hợp với những thứ men lá đặc biệt mà gạo ngày xưa là rất quý được gọi là hạt ngọc thực nên dần dần qua cái tiếp biến văn hóa thì rượu được coi là cái linh hồn của trời đất của vũ trụ và xứng đám là sứ giả để nối các vị thần thánh siêu nhân với con người trần tục à, có sách còn chỉ ra rượu có đủ cả ba thứ là tinh khí và thần tinh là chất từ gạo nếp hơi rượu tỏa ra trong không khí là khí làm cho thần thái vui vẻ thoải mái là thần à, như dòng chảy nhẹ nhàng sâu lắng cái hình tượng rượu ngấm dần vào cái phong tục rồi thì biểu hiện ra những nét văn hóa rất là sinh động à, trước hết để cúng ông bà tổ tiên thì rượu ngon chất để bàn thờ rượu thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu trong sáng thơm thảo mong muốn tổ tiên thưởng thức cái thứ lễ vật tinh túy của trời đất mà phù hộ độ trì cho con cháu hai là trà theo văn hóa tâm linh những người đã khuất không phải là đã mất hẳn mà đang sống tại một cái thế giới song song cùng với cái thế giới thực tại của chúng ta đang sống, à, nhưng bằng mắt thường thì chúng ta không nhìn thấy được họ. do đó ông bà tổ tiên thuộc về cái thế giới bên kia cũng đang có một cái cuộc sống sung túc khác và cũng đang sử dụng những cái vật dụng như chúng ta. chính vì vậy cái việc mời trà tổ tiên và thần Phật hàng ngày để gì thể hiện cái tấm lòng thành kính, tấm lòng hiếu thảo của con cháu, đồng thời thể hiện cái ý nghĩa rằng gia tiên luôn sống mãi trong lòng con cháu chúng ta. À, không dừng lại ở đó cái việc dâng trà lên các vị tổ tiên ấy, còn gắn liền với cái văn hóa thưởng trà của dân tộc ta cái việc pha trà dân ông bà tổ tiên cũng như các vị thần phật là cái truyền thống xưa nay một truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta à, bên cạnh đó thể hiện được cái sự trân trọng lưu giữ và phát huy những cái nét đẹp văn hóa tốt bởi mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc như vậy chén trà thờ cúng cũng còn cần được lựa chọn riêng, không nên dùng chung với những cái sản phẩm khác trong gia đình. À, việc bạn chuẩn bị riêng một cái chén trà, trên kỷ là để gì? Thể hiện cái phần nào cái sự chu đáo. Hơn nữa, chính là cái tấm lòng thành của con cháu đối với gia tiên và làm cho không gian thờ cúng thêm phần trang trọng. Ba là nước. À, nước mang cái ý nghĩa đặc biệt trong sạch, phẳng lặng và thuần khiết. À, trong khi không gian thờ cúng ấy, lại là nơi linh thiêng cao giáo, nên việc thờ nước sẽ thể hiện được cái sự tôn trọng đối với các bậc thần thánh và tổ tiên. À bên cạnh đó, nước còn đại diện cho cái lời nhắc nhở của tổ tiên khi mà cúng bái cần sạch sẽ và thanh tịnh. Gột rửa đi những cái điều tiêu cực trước khi đứng trước bàn thờ, trước điện thờ để tâm trạng được lặng như nước. Từ đó sẽ kết nối được cái năng lượng tâm linh giữa hai cõi âm dương. À nhiều gia đình lúc khấn vái không thành tâm, mang cái tâm cầu quá lớn thường dẫn tới cái việc là âm dương không hài hòa và cúng này cũng như không. À, trên bàn thờ Phật thì càng không thể thiếu những cái chén nước bởi nó giúp cho mọi người nghĩ đến cái tâm là phải thanh tịnh, bình lặng và trong sạch như nước trước khi đứng trước đức Phật. À, có thể nói cái chén nước trên bàn thờ chính là cái thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên, dâng lên các vị thần linh. Bốn là gạo. À, với quan niệm gạo là hạt ngọc của đất trời chính vì vậy gạo không thể thiếu trong cái đời sống của người Việt. À, Việt Nam là một quốc gia có nền văn minh lúa nước rất là phát triển. Hạt gạo là một trong cái, những cái thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam. Gạo là cái thực phẩm để nuôi sống con người. À, chính vì thế nó mang cái ý nghĩa đầy đủ và sung túc. cái việc để gạo trên bàn thờ ấy, có ý nghĩa là mong muốn cái việc làm ăn của gia chủ được phát đạt, được dư giả, có của ăn của đẻ trong nhà. Đồng thời thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc với các vị thần linh vì đã ban cho chúng ta những hạt ngọc quý giá của trời đất. Năm là muối. Ông bà ta có quan niệm đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đối với cái cuộc sống của con người ấy, thì muối là cái khoáng sản là cái tài sản quý giá mà thiên thiên đã ban tặng. À, chúng ta không thể sống mà thiếu muối được. À, trong y học thiếu muối sẽ gây lên những cái căn bệnh như là bướu cổ. Còn đối với đời sống tâm linh, muối có tác dụng trừ tà ma, xua đuổi cái tà khí, sát khí. Chính vì vậy, muối để trên bàn thờ ấy, với mong muốn là có cuộc sống an lành, trong sạch và hương thị. À, thưa quý vị, với những thông tin trên ấy, thì hy vọng quý vị và các bạn đã có phần nào hiểu được và chọn được cái bộ kỷ thờ đúng. Ngoài bộ kỷ thờ trên bàn thờ, thường thấy có ba hũ đựng nước, gạo, muối ạ? Hay còn gọi là gì? Chế thờ. Nó là một trong những thứ quan trọng không thể thiếu trong việc uh, thờ cúng tổ tiên. Ba chế thờ đặt trên bàn thờ, gia tiên, bàn thờ thần tài hay là bàn thờ thần linh ý, thì cũng thường được đựng là gì? Muối, gạo và nước sạch. Đây cũng chính là ba loại thực phẩm quý, cực kỳ cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, ba hũ muối, gạo, nước được đặt lên bàn thờ với ý nghĩa mong muốn cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng luôn được no đủ, êm ấm, đồng thời cũng thể hiện cái tấm lòng thành kính, tấm lòng biết ơn của con cháu, của gia chủ đối với những người đã khuất. Hũ nước gạo muối thường được làm bằng gốm sứ và theo một cách truyền thống của người Việt Nam. Mỗi hũ sẽ đựng một thứ khác nhau, một hũ đựng gạo, một hũ đựng muối và một hũ đựng nước sạch. Cùng với đó là những ý nghĩa đặc trưng riêng ý nghĩa của hũ gạo trên bàn thờ. À, mọi người thường xem hạt gạo là ngọc của trời. Gạo là thực phẩm thiết yếu nhất trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Có thể thiếu những cái loại thức ăn khác, à, nhưng mà không thể thiếu được những hạt cơm thơm, dẻo, ngọt bùi từ gạo. À, chính vì thế, hũ gạo được đặt trên bàn thờ là thể hiện cho cái lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. À, nước Việt Nam chúng ta là một nước đói nghèo đã trở thành một nước đứng thứ hai trên thế giới sau Thái Lan về cái việc xuất khẩu lúa gạo. Đâu phải tự nhiên nước chúng ta được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh lúa nước, nước. Tất cả là nhờ vào các vị thần đã ban cho chúng ta những hạt ngọc quý giá của trời. Ý nghĩa của hũ muối trên bàn thờ. À, những ngày đầu năm ấy, thì mọi người thường mua muối trước khi là mua những cái thứ khác. Vì người xưa quan niệm đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối là cái loại gia vị quan trọng nó góp phần tạo ra một cái bữa ăn trong gia đình muối còn tượng trưng cho cái ý chí mạnh mẽ kiên cường và trong sáng việc đặt cái hũ muối trên bàn thờ ấy, với cái mong muốn sẽ có một cái cuộc sống ấm no vững chắc và hưng thịnh à, theo quan niệm dân gian muối còn giúp chúng ta xua đuổi tà ma và đem đến những điều may mắn cho gia đình thứ ba là ý nghĩa của hũ nước trên bàn thờ à, con người có thể sống thiếu thức ăn thiếu mặc trong một thời gian nhưng mà không thể thiếu nước gạo và nước luôn gắn liền với nhau, nước đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống. Và nó cũng là cái nguồn tài nguyên nuôi dưỡng vạn vật, thiếu nước thì con người và vạn vật sẽ không thể sống nổi. À như vậy, cũng đủ biết là nước quan trọng như thế nào. Đồng thời, đặc tính của nước là mãnh liệt, trong sạch và thanh cao, có thể rửa sạch những thứ bị vấy bẩn và làm nó trở nên thuần khiết, sạch sẽ. Vì vậy, gia chủ đặt hũ nước trên bàn thờ, với cái hy vọng là sống một đời an nhiên, tâm hồn thanh tịnh, sống thanh cao vượt qua những cái cám dỗ của đời thường. À, cách đặt ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ. À, mỗi một vật phẩm phong thủy trên bàn thờ thì đều có những cái quy tắc và có cái vị trí bày đặt khác nhau. À, vậy thì ba hũ nước gạo muối đặt ở đâu và cách đặt ba hũ nước gạo muối như thế nào để tốt phong thủy và đem lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ? ba hũ nước gạo muối thì chúng ta đặt ở chính giữa bên trái hay là bên phải bàn thờ thì mới tốt gia chủ có thể sắp ba hũ nước gạo muối thành hình hàng ngang hoặc là gì hình tam giác à, theo thứ tự sắp xếp thì nước sẽ ở chính giữa và hai hũ gạo và muối sẽ ở hai bên về vị trí đặt ba hũ nước gạo muối thì gia chủ nên đặt ở phía trước bát hương và phía sau mâm bồng mỗi chóe thờ thì cách nhau tầm 5 đến 8 cm còn vị trí đặt ba hũ nước gạo muối này ở đâu ấy, trên bàn thờ còn tùy thuộc vào cái không gian thờ cúng rộng hay hẹp, kích thước bàn thờ lớn hay nhỏ của gia chủ của mỗi gia đình. Và quan trọng là loại bàn thờ đó là bàn thờ gì mà chúng ta sẽ có các cách đặt khác nhau. Quý vị thân mến, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách đặt kỳ thờ, cũng như là trong bộ kỳ thờ 5 chén, ba chén đặt gì ở trong đó. Hy vọng những kiến thức đúng đắn này sẽ giúp ích cho gia chủ phần nào yên tâm hơn trong cái việc thờ cúng, giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.